Rồi, hiện tiên xin chào quý bà cô chú buổi trưa ở mộ của chú Vũ Linh, cô chú anh chị ơi. Đang có khán giả về viếng mộ nè. Cô đến viếng mộ ha. Chào cô. Ủa mình ở Bình Dương hả cô? À, cô đang nhìn chú. Chết rồi Ngọc ơi. Chết rồi. Ai làm rớt vậy? Chị bớt. Nó rớt xuống hả chị? Chị chắc chị đi ngang quá, có tự rớt thôi. Bỏ vô cái sọt luôn đi chị. Để xuống luôn đi em Ngọc, tại nó con vỡ rồi mà. Bỏ ra luôn á. Cái lần đầu tiên mấy cô đến luôn. Dạ. Đẹp lông lẫy luôn. Bộ chú đẹp không cô? Quá đẹp luôn. Do trời nắng á cô nên là mấy cái bông nó cũng không có nở nổi. Nhưng mà nhà mình ở Bình Dương đúng không cô? Dạ. Con nghĩ là có lẽ là lần đầu tiên mình đến viếng rồi đúng không? Mình làm đông quá đó. Nay dám đi ra mới đi coi. Dạ. Làm tới đi mà không vô được. Vậy là hồi trước cũng có đi. Vậy là mình cũng con nghĩ chắc đi lúc đó là đi chứ... lên mộ ngoài đây. À, cũng dạ. Nông nên không có vô, nay dạ. Phải dắt mới vô. Dạ. Mọi người thân mình ở trong đây cũng chắc cũng khu trên đúng không? Khu trên. Dạ. Dạ. Hoa thiệt đó cô. Hoa bi khô. Cái nó mềm mại. Dạ. Tại dạ. Nó được sấy khô không? Nó để được lâu lắm. Hoa này thì nó hơi đắt nhưng mà mình chỉ cả năm lỡ đó cô. Bán rồi. Dạ, ở ngoài chợ cũng có bán nhưng mà nó mắc lắm. Cái gì vậy? Ủa cái này là người nhà họ chân hay là người hâm mộ? Dạ, khán giả có mà người nhà cũng có nữa. Chị Loan. Dạ. Người nhà là của chị Hồng Loan. Mình ở Bình Dương mà chắc là ở Thủ Dầu Một phải không cô? Dạ.
trời quá trời nắng. Dạ chắc là mình lên mộ luôn ha. Bố lỗ sao sao mà về đi về. Hồi nãy vậy nè. Đẩy vô. Chắc cái này nó lực tay chị lấy nó vô nè. Tại chị lấy cái này nè đẩy nó vô. Vậy hả? Em thấy nó đông đưa cái này luôn. Chị tới tập này không bớt được rồi đó. Nằm trên vai chị thấy nhỏ cái bớt thì chị nghĩ là chị đi ngang bị. Làm cái ai? Cái chậu nó hết duyên á. Tại duyên hả? Tại chị thấy chị đi ngang rồi nó rớt ngã. Ủa đó như hai chậu không ra. Bấm cái nút này. Rồi. Bấm mạnh lên. Hai. Rồi, bấm cái mới đã được. Bấm cái muốn hết hồn. Đó ai cũng phải giật mình. Ê, trái bự có dư nè. Ủa? Có nhánh. Ê, thiện thiên phát hiện nha. Hay ta. Bự dư nè. Để có nhánh. Vậy là bự này có dư. Cô có chụp hình gì không cô? Trái bự to quá ha. Sao đùng giống như em mua hồi trước Tết đó. Dạ. Ai trái bự. Sao đùng. Hồi trước anh có mua có hai trái bự khủng lộ luôn đó nha. Hồi chị đó thôi chị đó. Tại chị thấy chị đi ngang. Thôi nó hết viên rồi thôi chị. Dạ. Cái nào hết viên rồi thôi. Đi đâu nữa rồi vậy? Lúc trước thì cũng hay mua bự đồ lắm. Nhưng mà dạo đây là có cái hai trái dừa rồi nên là không có mua. Bây giờ hai cái ở đằng trước này là mình để chân nhiều khi khán giả mang bây giờ nếu mình đồ cúng mua, về mua cái trái bự nằm bự hơn trái dừa mới được. Tại anh mua bự nữa là đã dày. Nếu mà có đồ cúng của khán giả tới nữa là nhiều khi mình không có chỗ. Còn không mình phải lấy cái bàn kia ra. Nên thôi có trái dừa ra. Dạ, giờ mình chuẩn bị công tác bắt đầu. Nói chung là có bự, có dừa rồi thì thôi tùy duyên. Khi nào mới mốt hạ hai trái dừa xuống thì có mua bự để chưng lên. Anh Ngọc có con sấu đang ăn bông trong kìa anh Ngọc. Đó. Thấy không? Nè. Thấy chưa? Đó anh vô bắt nó lọt, anh vô bắt nó đi. Thôi đi. Đây chứ chiều cũng đem hai cái mai rồi giao rồi xong bắt. Nè, cứ bắt nó ra thôi. Đó, chứ đâu phải là đem cái mai ra bắt. Đó, có nó thì mình cứ bắt ra gì đâu. Rồi tới đây cái video của Hiền Tiên buổi trưa ở mộ của chú Vũ Linh kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một buổi trưa tốt lành nha. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành cô chú anh chị trong những cái video sau ha. Bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại.